chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta luật hấp dẫn là luật mạnh mẽ nhất trong vũ trụ nó đang hoạt động trong cuộc sống của bạn vào chính thời điểm này bạn luôn ở trong trạng thái sáng tạo bạn đang tạo ra thực tế của mình trong mọi khoảnh khắc mỗi ngày bạn đang tạo ra tương lai của mình bằng mọi suy nghĩ có ý thức hoặc tiềm thức hiểu luật hấp dẫn như thế nào là chìa khóa cơ bản dẫn đến thành công của bạn nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình và trao quyền cho bản thân để tạo ra một tương lai tuyệt vời thì bạn cần hiểu vai trò của mình trong luật hấp dẫn luật hấp dẫn cho phép tạo ra những khả năng vô hạn sự phong phú vô hạn và niềm vui vô hạn nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo mọi cách. Để thực sự hiểu luật hấp dẫn hoạt động như thế nào trong cuộc sống của bạn, chúng ta cần xem xét một vài điều. Trong chủ đề video này, Quốc Hành sẽ nói cách làm chủ nó trong cuộc sống của bạn để thu hút thành công trong nhiều lĩnh vực, kỹ thuật thiền định và một số cách làm tăng hiệu quả của luật hấp dẫn. Bạn sẽ thu hút vào cuộc sống của mình bất cứ điều gì bạn tập trung vào bất cứ điều gì bạn dành năng lượng và sự chú ý sẽ trở lại với bạn vì vậy nếu bạn luôn tập trung vào những điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống bạn sẽ tự động thu hút được nhiều điều tốt đẹp và tích cực vào cuộc sống của mình nếu bạn tập trung vào sự thiếu thốn và tiêu cực thì đó chính là điều sẽ bị thu hút vào cuộc sống của bạn đây là cách nó hoạt động nếu bạn đang cảm thấy hào hứng nhiệt tình say mê hạnh phúc vui vẻ đánh giá cao hoặc dồi dào thì bạn đang phát ra năng lượng tích cực mặt khác nếu bạn cảm thấy buồn chán lo lắng căng thẳng tức giận bực bội hoặc buồn bã bạn đang phát ra năng lượng tiêu cực vũ trụ thông qua luật hấp dẫn sẽ đáp ứng nhiệt tình với cả hai rung động này nó chỉ phản ứng với bất kỳ năng lượng nào bạn đang tạo ra bạn nhận lại chính xác những gì bạn đã bỏ ra ở đó bất cứ điều gì bạn đang nghĩ và cảm thấy tại bất kỳ thời điểm nào về cơ bản đều là yêu cầu của bạn đối với vũ trụ về những điều tương tự bởi vì các rung động năng lượng của bạn sẽ thu hút năng lượng trở lại với bạn với cùng tần số bạn cần đảm bảo rằng bạn đang liên tục gửi đi năng lượng suy nghĩ và cảm xúc phù hợp với những gì bạn muốn trở thành làm và trải nghiệm tần số năng lượng của bạn cần phải phù hợp với những gì bạn muốn thu hút trong cuộc sống của mình nếu niềm vui và tình yêu là những gì bạn muốn thu hút thì tần số rung động của niềm vui và tình yêu là những gì bạn muốn tạo ra một khi bạn hiểu luật hấp dẫn và cách thức hoạt động của nó bạn có thể bắt đầu có ý thức và chủ ý tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn bạn có thể chọn cách phản ứng khác nhau đối với các tình huống phát sinh trong ngày bạn có thể chọn cách nghĩ khác bạn có thể chọn tập trung và suy nghĩ về những điều bạn muốn hơn trong cuộc sống của mình bạn có thể chọn trải nghiệm nhiều hơn những điều khiến bạn cảm thấy hài lòng bạn có thể cố ý tham gia vào việc tạo dựng tương lai của mình bằng cách quản lý suy nghĩ và cảm xúc của mình sử dụng luật hấp dẫn là một quá trình gồm ba bước hỏi tin và nhận chúng ta hãy đi vào chi tiết từng khía cạnh đầu tiên yêu cầu vũ trụ cho những gì bạn muốn mỗi ngày bạn gửi yêu cầu đến vũ trụ cũng như tiềm thức của bạn dưới dạng suy nghĩ theo nghĩa đen những gì bạn nghĩ đọc về nói về và dành sự chú ý của bạn những gì chúng ta chú ý đến thường là ngẫu nhiên bạn chỉ đơn giản là phản ứng với các tình huống bạn sẽ thu hút vào cuộc sống của mình bất cứ điều gì bạn dành năng lượng sự tập trung và sự chú ý mong muốn hoặc không mong muốn bạn phải cân nhắc kỹ hơn về những gì bạn nghĩ và cảm thấy để trở nên có chủ đích hơn về những suy nghĩ mà bạn cung cấp cho vũ trụ bạn cần phải quyết định những gì bạn muốn nhưng cũng thực hành cảm nhận những cảm xúc mà bạn sẽ trải qua khi có nó có thể bạn muốn thay đổi nghề nghiệp chuyển đến một chỗ ở khác giành được một giải thưởng chuyên nghiệp lớn có chương trình truyền hình của riêng bạn có một người bạn tri kỷ hoặc phục hồi sau một cơn bệnh lớn bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bạn đã đạt được mục tiêu của mình bạn sẽ làm gì trong ngày của bạn bạn sẽ dành thời gian cho ai bạn càng tập trung vào và nói về những gì bạn làm thay vì những gì bạn muốn bạn sẽ thể hiện ước mơ và mục tiêu của mình nhanh hơn điều thứ hai tin rằng bạn sẽ đạt được điều mình muốn sau đó hãy hành động tin rằng bạn sẽ đạt được những gì mình muốn có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là duy trì một kỳ vọng tích cực, diễn ra một cách chắc chắn trong ngày của bạn, biết rằng bạn đã đặt tương lai của mình vào tay những quyền lực lớn hơn bạn. Nó quyết định với niềm tin rằng những gì bạn muốn sẽ hoàn toàn xảy ra. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều người có những niềm tin hạn chế, khiến họ không cho phép cuộc sống của họ dồi dào và hạnh phúc nếu điều này mô tả bạn hãy nhận ra rằng trước tiên bạn phải thay đổi những niềm tin hạn chế của mình thành những suy nghĩ rằng bạn xứng đáng đáng yêu đáng mơ ước và có khả năng cũng như đủ thông minh đủ mạnh đủ hấp dẫn đủ giàu đủ tốt và đủ theo mọi cách khác quan trọng đối với bạn khi bạn tin rằng bạn sẽ đạt được những gì mình muốn phần thứ hai là hành động thực hiện các hành động sẽ tạo ra kết quả mong muốn khẳng định niềm tin của bạn rằng những gì bạn muốn là trong tầm tay nhận những gì bạn muốn bằng cách trở thành một rung động tương ứng cho nó để nhận được điều mà bạn đang có ý định bạn phải trở thành một rung động tương ứng cho những gì bạn muốn thu hút vào cuộc sống của mình cách dễ nhất để trở thành một rung động phù hợp là tập trung vào việc tạo ra những cảm xúc tích cực về tình yêu niềm vui sự đánh giá cao và lòng biết ơn trong suốt cả ngày của bạn bạn cũng có thể thực hành cảm nhận những cảm xúc bạn sẽ trải qua nếu bạn đã có những gì bạn muốn bạn cũng có thể tạo ra những cảm xúc này thông qua những suy nghĩ mà bạn nghĩ trên thực tế suy nghĩ của bạn luôn tạo ra cảm xúc vì vậy điều quan trọng là bạn phải nắm bắt được thời điểm cảm xúc của bạn chuyển sang tiêu cực và chuyển chúng sang cảm xúc tích cực như với tất cả mọi thứ điều này cần thời gian và thực hành tuy nhiên bạn càng nỗ lực có ý thức cho những gì bạn muốn và làm theo các bước thì điều đó càng trở nên dễ dàng hơn bạn có thể bắt đầu mong đợi những điều kỳ diệu nếu bạn muốn tạo ra sự dồi dào về tài chính trong cuộc sống của mình thì hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào sự thịnh vượng và tiền bạc chảy vào cuộc sống của bạn. Hình dung tiền đến trong tài khoản. Tự viết cho số tiền bạn muốn kê khai trong năm nay và đăng nó ở vị trí dễ thấy. Mỗi khi bạn nhìn thấy nó, hãy tin rằng điều đó là có thể. Hãy nhớ, dành một chút thời gian để biết ơn tất cả những gì bạn đã có. Bằng cách này, bạn đang tạo ra một sự phù hợp trung động cho sự dồi dào về tài chính mà bạn muốn thu hút vào cuộc sống tương lai của mình luật hấp dẫn trong tình yêu và các mối quan hệ của bạn nếu bạn muốn tạo ra tình yêu dồi dào trong cuộc sống của mình thì hãy tập trung vào tình yêu hãy là tình yêu mà bạn muốn thu hút trở nên yêu thương và rộng lượng hơn với người khác và với chính mình bằng cách tạo ra sự rung động của tình yêu bạn sẽ tự động kéo tình yêu vào cuộc sống của mình nhiều hơn tập trung vào bất cứ điều gì bạn muốn tạo ra nhiều hơn trong cuộc sống của mình và nhớ biết ơn những điều bạn đã có bản thân lòng biết ơn là một hình thức phong phú và tần suất rung động của lòng biết ơn và sự cảm kích sẽ tự động thu hút nhiều hơn nữa để biết ơn hãy dành thời gian mỗi ngày để tránh xa những bộn bề và ồn ào cam kết hàng ngày dành thời gian ở nơi tĩnh lặng yên tĩnh là cam kết cho sự trong sáng và bình yên nội tâm. Chúng ta cần thời gian và không gian này trong cuộc sống của mình để nhớ chúng ta thực sự là ai, điều gì quan trọng và sự thật cá nhân của chúng ta nằm ở đâu. Đó là thời gian để chúng ta xoa dịu tinh thần và xoa dịu tâm hồn. Bạn có thể học cách thiền theo nhiều cách khác nhau, nhưng nói chung, chúng chỉ đơn giản là tĩnh lặng trong một khoảng thời gian và tập trung sự chú ý vào hơi thở của bạn hoặc một câu thần chú nào đó nếu bạn chưa quen với việc thực hành thiền suy nghĩ của bạn sẽ trôi dạt và tâm trí của bạn lúc đầu sẽ đi lang thang hãy nhớ đừng làm khó bản thân khi điều này xảy ra đây chỉ là một phần của việc học cách thiền định nếu bạn chưa bao giờ thiền trước đây đây là cấu trúc đơn giản của các bài tập bạn có thể sử dụng để bắt đầu tìm một nơi yên tĩnh nhắm mắt và tập trung vào việc thở chậm lại lặp lại một từ hoặc cụm từ nâng cao tinh thần chuyển sang trạng thái yên tĩnh hãy tưởng tượng bạn được bao quanh bởi một quả cầu ánh sáng thực hành thiền định thường xuyên sẽ giúp bạn xóa sạch tâm trí phiền nhiễu làm sạch suy nghĩ và tăng cường kết nối tâm linh của bạn nó đổi mới tinh thần thư giãn cơ thể và làm dịu tâm hồn. Các bạn có thể lắng nghe video thiền chánh niệm mà Quốc Anh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích. Bây giờ, bạn đã nhận thức được vai trò của bạn trong việc tạo ra cuộc sống của bạn. Bạn không còn có thể tạo ra tương lai của mình một cách vô tình nữa. Hãy ghi nhớ điều này, bởi vì đây là thời điểm của bạn, thời điểm của bạn để bắt đầu tham gia một cách có ý thức có chủ định và có chủ đích vào việc tạo ra tương lai mà bạn mong muốn suy nghĩ của bạn xác định mong muốn của bạn suy nghĩ của bạn rất mạnh mẽ chúng là thực chúng có thể đo lường được chúng là năng lượng mỗi suy nghĩ bạn có là một tuyên bố về mong muốn của bạn với vũ trụ những suy nghĩ bạn nghĩ ngày hôm nay cảm giác bạn cảm thấy hôm nay và hành động bạn thực hiện hôm nay sẽ xác định trải nghiệm của bạn ngày mai vì vậy bạn bắt buộc phải học cách suy nghĩ và cư xử theo hướng tích cực phù hợp với những gì cuối cùng bạn muốn trở thành làm và trải nghiệm trong cuộc sống đừng kiểm soát ước mơ hoặc tầm nhìn của bạn bằng những thực tế và khả năng xảy ra bạn cần phải biết từng bước cần thiết để đạt được mục tiêu của mình chỉ cần quyết định những gì bạn muốn biết rằng bạn xứng đáng có đó tin rằng bạn có thể có nó sau đó giải phóng nó và đẩy nó đi mở ra cho mình những khả năng vô hạn để ý các dấu hiệu hãy xem những điều kỳ diệu mở ra nếu bạn có thể tự mình tìm ra tất cả thì giấc mơ của bạn có thể không đủ lớn sử dụng khẳng định tích cực lời khẳng định chỉ đơn giản là khẳng định niềm tin tích cực của bạn về bản thân và cuộc sống mỗi suy nghĩ bạn nghĩ và mỗi lời bạn nói là một lời khẳng định suy nghĩ và lời nói của bạn là tuyên bố về con người bạn nghĩ và cách bạn nhìn nhận thế giới những lời khẳng định tích cực mạnh mẽ là phương tiện mạnh mẽ để tự chuyển đổi và chúng là yếu tố then chốt trong việc tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn chúng hoạt động bằng cách thay thế những ý tưởng hạn chế niềm tin tiêu cực và sự tự nói về bản thân mà bạn đã tiếp thu và nội tâm trong nhiều năm bằng những tuyên bố tích cực khẳng định, bạn muốn trở thành ai và bạn muốn trải nghiệm cuộc sống như thế nào? Hãy làm rõ các mục tiêu của bạn. Không có giới hạn cho ước mơ và mục tiêu của bạn. Một quy trình tuyệt vời để làm rõ một số mục tiêu và ước mơ cuộc sống dài hạn hơn của bạn là lập danh sách 111 mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành trước khi chết. 111 điều bạn muốn làm, hiền hữu sử dụng bản tầm nhìn để thu hút nguồn lực giúp đạt được mục tiêu của bạn thực hành bản thị lực hàng ngày sẽ giúp tâm trí của bạn tập trung vào mục tiêu của mình hãy hành động tích cực bắt đầu bằng cách mở rộng tâm trí và trái tim của bạn cố gắng nhận thức rõ hơn về sự đồng bộ tuyệt vời đã tồn tại trong cuộc sống của bạn loại bỏ mọi suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực còn tồn tại quét sạch mọi nghi ngờ và sau đó thực hiện các hành động mỗi ngày để đưa bạn đến mục đích và thực hiện ước mơ của mình luật hấp dẫn cho phép tạo ra những khả năng vô hạn sự phong phú vô hạn và niềm vui vô hạn nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo mọi cách nếu bạn chấp nhận nó thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.